Bệnh viện Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly y tế từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 với hơn 6.000 người trong 14 ngày để phòng chống COVID-19. Bệnh viện Đà Nẵng là nơi bệnh nhân 416 và 418 đến thăm, chăm sóc người nhà trước khi được phát hiện nhiễm nCoV. Hai bệnh nhân này cũng đang được điều trị COVID-19 tại viện. CDC Đà Nẵng đang xét nghiệm kháng thể cho toàn bộ 2.200 nhân viên của bệnh viện. Ước tính đến thời điểm phải cách ly, số bệnh nhân có mặt tại viện hơn 1.900 người. Ngoài ra, hơn 2.000 người là người chăm sóc, người nhà bệnh nhân. Như vậy, cộng cả số nhân viên y tế, khoảng 6.100 người phải cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện lớn nhất thành phố. Bệnh nhân từ các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Quảng Nam đều đến đều điều trị tại đây. Từ 13 giờ trưa ngày 26 tháng 7, Đà Nẵng cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các cơ sở không thiết yếu. Ngày 25 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, ký văn bản gửi Thủ tướng đề xuất nhiều giải pháp chống dịch bệnh tại Đà Nẵng. Đồng thời ban chỉ đạo đề xuất phong tỏa toàn bộ các địa điểm hai bệnh nhân đã từng có mặt kể từ ngày 12 tháng 7. Các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến Đà Nẵng được hạn chế, chỉ cho phép có từ 1 đến 2 chuyến bay từ các sân bay trong nước. Tất cả người dân khi ra khỏi thành phố Đà Nẵng phải khai báo y tế với nhà chức trách nơi đến, cách ly tại nhà và được xét nghiệm nCoV Ban chỉ đạo đề nghị Thủ tướng cho xét nghiệm diện rộng ở Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ tạm dừng đón khách trong vòng 14 ngày để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ đang thực hiện chương trình du lịch hoặc phục vụ du lịch thì tiếp tục phục vụ chu đáo khách cho đến khi kết thúc hành trình và áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đà Nẵng cũng sẽ tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, bar, vũ trường cũng phải tạm dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, sổ số, số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, di tích, danh làm thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch. Ngay sau khi nhận được văn bản từ Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, các khu điểm du lịch trên địa bàn đã ra thông báo tạm dừng hoạt động. Theo đó, khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài và San Cua Bà Nà sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng 7.